Kính chào quý vị và các bạn, các tỉnh Đông Bắc Bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu chậm, sau được tăng cường mạnh từ đêm 15 và ngày 16 tháng 11 nên thời tiết không có nhiều thay đổi, trời nhiều mây nhưng mưa ít có khả năng xảy ra, trời rét với nhiệt độ ngày đêm dưới 24 độ, thậm chí những nơi núi cao có thể xảy ra rét đậm rét hại. Khu vực Tây Bắc Bộ nằm trọn trong khối không khí lạnh, tiết trời ẩm ướt không còn duy trì, thay vào đó là tiết trời khô hanh với độ ẩm không khí giảm thấp, nên nhiệt độ toàn khu vực ở mức thấp, đặc biệt là về đêm và sáng khi ở ngưỡng dưới 20 độ. Còn ban ngày, nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là 21-25 độ, có nơi cao hơn do so yếu tố địa hình. Các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết có sự khác biệt giữa các tỉnh thành. Trong khi Thanh Hóa và Nghệ An hai ngày tới phổ biến ít mưa thì từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn diện rộng. Người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra. Về nhiệt độ ở mức thấp, ngày đêm dưới 26 độ, trời rét ở các tỉnh thành phía Bắc khu vực. Tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa lớn cũng xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Do ảnh hưởng của mưa lớn nên người dân cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cùng với sự xuất hiện của những cơn mưa nên nhiệt độ toàn khu vực giảm mạnh, phổ biến ở mức dưới 30 độ. Với vùng cao Tây Nguyên, tại các tỉnh phía bắc khu vực có mưa vài nơi, ngày nắng, còn riêng phía nam khu vực có mưa giải rác về chiều. Trong đó, phần phía đông như là An Khê, Mơ có mưa vừa mưa to, người dân đề phòng với tố lốc trong cơn rông. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối tiếp tục có mưa rào và rông giải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, trong cơn rông kìa mẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ về đêm và sáng khoảng 23 đến 26 độ, còn cao nhất vào trưa chiều từ 30 đến 33 độ.